Ân hận lớn nhất đời tôi là bán nhà theo con ra phố. Kính thưa quý vị, không ít người già rơi vào cảnh tay trắng, không nhà khi sang nhượng hết nhà đất cho con, hay cho con mượn giấy tờ nhà đi cầm cố để làm ăn, nhưng đổ bể, vỡ nợ. Để tránh những bi kịch như vậy, người cao tuổi nên cố gắng giữ được căn nhà của mình và duy trì cuộc sống độc lập. Người già có những nguyện vọng riêng mà có thể lớp trẻ không hiểu được. Bố mẹ nào cũng hết lòng vì con, nhưng cần tính tới những tình huống không may xảy ra, như khi mình đau ốm, lỡ không hòa hợp với dâu, rể. Trong trường hợp dùng tiền tích lũy hay bán đất, nhà tại quê, mua nơi ở trên thành phố, bố mẹ vẫn nên là người đứng tên tài sản, không vì cả nể, không sợ mất lòng con cháu mà từ bỏ quyền lợi này. Như vậy, dù có ở với con cái, bố mẹ cũng không phải rơi vào tâm thế phụ thuộc. Cách này cũng không chỉ đảm bảo cho tuổi già của mình, mà chính là tạo động lực cho con và tránh các rắc rối có thể nảy sinh. Sau đây là câu chuyện có thật. Đó là lời tâm sự của ông Nguyễn Văn Thắng, 69 tuổi, quê thành phố Thanh Hóa, khi ông bà bán nhà ra Hà Nội ở với con. Thương con nên bán nhà. Vợ chồng ông Thắng chỉ là giáo viên dạy cấp 2 ở thành phố Thanh Hóa. Ông Thắng có hai người con trai học đại học ở Hà Nội, sau đó ở lại lập nghiệp chứ không về quê với cha mẹ. Ra trường, các con ông đều tự xin việc làm. Công việc ổn định nhưng thu nhập chỉ đủ để trang trải ở thành phố. Gần chục năm trước, vợ chồng ông về hưu. Số tiền dành dụng được vài trăm triệu, ông bà bàn nhau giữ sau này cho các con. Thấy con cái ở thuê nhà vừa chật chội vừa đắt đỏ, nên là con ông Thắng bàn với bố mẹ mua mảnh đất ở ngoại thành Hà Nội. Lúc đó đất Hà Nội đang sốt nên khá đắt. Ông bà đưa hết tiền cho con đi mua đất với mong sau này chúng có chỗ chui ra chui vào. So với đi thuê nhà thì mảnh đất 40 mét mua được dựng tạm căn nhà cấp 4 để ở vẫn còn tốt chán. Khi con lớn lấy vợ rồi tới con thứ hai, ông bà chẳng còn gì cho con. Chỉ có mảnh đất duy nhất ở ngoại thành Hà Nội, cách trung tâm hơn chục km. Các con ông lại lấy lý do xa trung tâm nên chẳng ai muốn ở đó. Bán đi thì tiếc vì lỗ mất cả nửa lô đất. Ông bà cứ giữ như muốn có chút tài sản để chia lại cho các con. Nhưng các cháu nội lần lượt ra đời. Công việc của con cái bấp bênh, tiền thuê nhà cũng không đủ. Ông bà phải chia nhau ra Hà Nội bế cháu, hỗ trợ các con. Ông Thắng bế một đứa ở tận Nhổn, bà chăm một cháu ở Hoàng Mai. Cùng ở Hà Nội nhưng cả tháng trời, ông bà mới tới thăm nhau được một lần. Cuộc sống thuê trọ bất tiện, thương các con, ông bà bàn nhau về quê, bán nốt căn nhà Hương Hòa, ra thủ đô ở với con cháu, cho dễ bề chăm sóc cho chúng. Vì các con làm việc khác xa nhau, chẳng ai muốn ở chung với bố mẹ. Ông bà bán căn nhà ở quê được 1,4 tỷ đồng và mảnh đất ở ven đô, rồi chia cho hai con làm vốn mua căn nhà chung cư trả góp. Hai đứa mua cho mình, mỗi đứa một căn nhà. Ông bà mừng lắm vì từ nay các con đã có chỗ chui ra chui vào. Tuy nhiên thì niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu. Ông bà chứng kiến cảnh con cả, con thứ chia xem bố ở với ai, mẹ ở với ai. Mâu thuẫn của hai nàng dâu cũng chẳng kém cạnh gì mâu thuẫn nàng dâu mẹ chồng. Vợ chồng ông Thắng lại lủi thủi để rơi vào hoàn cảnh con đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Ông bà cuối cùng cũng đành phải sống cùng cậu con lớn, vì căn nhà 70 m² có hai phòng ngủ lớn hơn chút so với nhà đứa em. Nỗi buồn của người già. Ở cùng với con cái, ông Thắng lúc nào cũng thấy tù túng. Càng buồn hơn, từ sau ngày vợ ông mất đi, ông lại càng cô đơn hơn. Điều mà ông ân hận nhất đó là 4 năm trước, vợ ông không may bị ung thư phổi và khi chết cũng không được chết ở nhà. Những ngày cuối đời của vợ ông ở thành phố thật cực. Dù đi viện gần nhưng hầu như chẳng có ai họ hàng tới chơi hoặc thăm nom vì quá xa quê. Lúc nào bà cũng nằm quay mặt vào tường, nói chỉ muốn về quê. Trong khi họ hàng ở quê dù muốn lên chơi nhưng lại sợ bất tiện với các cháu
nên họ cũng chỉ thông qua điện thoại. Những ngày cuối đời của vợ ông Thắng, bà phải vào bệnh viện để ở. Dù rất muốn về nhà để yên tĩnh, nhưng lại sợ chết rồi, con cái đưa đi đâu được, ảnh hưởng tới nhà các con. Lúc ấy, vợ ông tâm sự, giá chỉ cho con một phần tài sản giữ lại, mua mảnh đất nhỏ ở quê, rồi về quê ở với bà con, làng xóm, thì đâu tới nỗi. Nhớ lại ngày tháng đó, ông Thắng lại rưng rưng, nếu ở quê, biết đâu vợ tôi không chết trong cô độc. Giờ chỉ còn một mình, sống cùng con trai, nhưng ông Thắng lúc nào cũng thấy buồn, lủi thủi. Các cháu đi học trường dị, chẳng cần ông chơi, vì giờ cuộc sống của bố mẹ chúng cũng đã khá hơn. Các con ông đi làm bận bịu, chẳng có thời gian ngồi trò chuyện cùng với bố. Tối đến, ông xuống sảnh chung cư, ngồi ngắm trời ngắm đất, rồi lại nghĩ tới cảnh mai này, ông cũng giống vợ. Muốn những ngày cuối đời bên gia đình người thân, nơi mảnh đất hương hỏa tổ tiên, sao cũng thật khó. Ông lại tự thấy ân hận, vì đã bán tất cả nhà đất ở quê để ra phố với các con. Chia sẻ nỗi niềm này, Đại Đức Thích Chí Thịnh, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình, trụ trì Chùa Kim Sơn Lạc Hồng cho biết, thực tế nhiều người về già muốn ở gần con cái cũng muốn bố mẹ ra phố cho tiện chăm sóc. Thế nhưng, không ít những câu chuyện đau lòng xảy ra. Nhiều người nghĩ rằng, chúng ta có thể báo hiếu cho cha mẹ, ông bà bằng vật chất là đủ. Song kỳ thực, vật chất chỉ là một phần, và cái quan trọng hơn cả là sự quan tâm chăm sóc, tình cảm gần gũi. Đôi khi, họ chỉ cần những lời thăm hỏi ân cần, tử tế. Những câu chuyện sẻ chia rất đỗi bình thường, nhưng con cái lại quên đi điều đó. Với mọi người, nhưng cũng là cách để chúng ta hiểu rõ hơn về chính mình, tha thứ cho bản thân và biết cảm thông hơn. Việc cho đi thường đem lại cho chúng ta cảm giác tốt về bản thân và hình thành một kết nối sâu sắc hơn, giúp chúng ta sống một cuộc đời có mục đích. Chúng ta cũng hiểu rõ giá trị của mọi thứ hơn khi đi tình nguyện, và điều đó khiến cho quan điểm của bản thân thay đổi theo hướng tích cực. Bên cạnh đó, nó khiến chúng ta bớt chú ý tới những vấn đề của mình. Nhờ đó mà chúng ta dễ đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống hơn. 4. Nâng cao đời sống xã hội. Những người biết chia sẻ và năng đi tình nguyện sẽ có một đời sống xã hội tốt hơn. Tất cả bắt đầu từ việc nhận biết được hình thức mới của các mối quan hệ xã hội khi chúng ta giúp đỡ những người khó khăn, và điều đó giúp tình bạn trở nên dài lâu hơn. Tuy mục đích của chúng ta đôi lúc chỉ là làm cho ai đó cười sau khi mang tới cho họ một bữa ăn ngon miệng, nhưng chung quy đều xuất phát từ động cơ tốt.